chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, qua tình huống vừa rồi mà chúng ta theo dõi, có thể dễ nhận thấy rằng Linh bị bụi phổi là do việc nhà bà Hoa sửa nhà. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, bụi phổi là căn bệnh dẫn đến do bụi tích trữ lâu ngày trong cơ thể thông qua quá trình tiếp xúc với khói bụi thường xuyên và lâu dài. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về căn bệnh bụi phổi, nó là gì và những nguyên nhân nào dẫn đến nó, cùng với sự xuất hiện của bác sĩ Như Vinh. Rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Tiếp Anh, xin kính chào quý khán giả đang xem đài. Thưa bác sĩ, như Tiếp Anh vừa chia sẻ thì bụi phổi là căn bệnh gì thưa bác sĩ? Bụi phổi thì giống như tên gọi, bệnh phổi do bụi gây ra. Dạ. Nhưng mà khi nói về bụi gây ra bệnh phổi thì nó có nhiều loại bụi khác nhau. Có những cái bụi có thể khi mà người ta hít vào nó gây ra nhất thời cái triệu chứng rất là nhanh. Ví dụ như gây ra viêm phế quản, hoặc là những người hen suyễn, những người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có bệnh nền rồi, khi gặp cái bụi vào, hít vào cái là lên cơn khó thở, thì đó cũng có thể gọi là tác động của bụi, nhưng mà cái đó không được gọi là bụi phổi theo ý nghĩa về mặt y khoa. Về mặt y khoa thì khi nói về bệnh bụi phổi là người ta nói về một cái bệnh lý nghề nghiệp. Đối với những công nhân, những người làm việc trong môi trường tiếp xúc với một số loại bụi đặc biệt và một trong thời gian tương đối lâu thì mới xuất hiện cái căn bệnh này. Những cái loại bụi như là bụi than ở trong những nhà máy sản xuất than, bụi bông trong nhà máy sản xuất bông, bụi amian ở trong những nhà máy sản xuất các vật liệu cách điện, cách nhiệt, hay là tấm lợp Fipro, hay là bụi silic trong những nhà máy sản xuất thủy tinh. Thì những người làm việc trong cái môi trường đó lâu dài, năm này qua năm khác, thì hít phải những cái bụi đó, nó vào trong đường thở, rồi sau đó nó đi vào toàn bộ cái phổi của mình. Và nó làm cho cái phổi nó bị sơ đi, thì cái đó mới gọi là bụi phổi. Dạ, vậy như những gì mà bác sĩ vừa chia sẻ thì đây là một căn bệnh không phổ biến đúng không ạ? Đúng là nó không phổ biến, nó chỉ xuất hiện ở một số đối tượng nguy cơ cao là những người làm việc trong những nhà máy như thế. Vậy như thế đối với những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh thì chúng ta có thể biết được căn bệnh này thông qua những dấu hiệu nào thưa bác sĩ? Chúng ta phải giống như là lắng nghe cơ thể của mình. Nếu chúng ta thấy là có xuất hiện những triệu chứng của đường hô hấp thì chúng ta phải đi khám kịp thời. Những triệu chứng ban đầu xuất hiện đó là ho, thường là ho khan chứ không phải ho có đàm. Ho nó dai dẳng, rồi sau đó bệnh nhân sẽ có cảm giác khó thở. Cái khó thở ban đầu chỉ khó thở khi người bệnh gắng sức nhiều mới khó thở. Rồi sau đó chúng ta gắng sức gọi là nhẹ nhẹ thôi nó cũng khó thở. Và cuối cùng là chúng ta ngồi yên nghỉ ngơi cũng khó thở. Ta là những đối tượng có nguy cơ làm việc trong những nhà máy như thế. Nếu họ có ho khan kéo dài thì nên đi khám. Bắt đầu khó thở hơn cái mức bình thường thì cũng nên đi khám. Vậy thì mức độ nguy hiểm của căn bệnh này là như thế nào? Bác sĩ có thể đánh giá? Cái bệnh bụi phổi này á, nó tùy theo cái mức độ nặng nhẹ mà nó có nguy hiểm nhiều hay ít. Nếu mà chúng ta chỉ làm việc trong môi trường đó, ví dụ 5 năm đi, cái thời gian nó cũng tương đối ngắn, mới cái phổi mới bị chớm sơ sơ, gọi là sơ phổi nhẹ. Thì mà chúng ta ngừng, chúng ta không làm việc trong môi trường đó nữa thì cái khả năng hồi phục có thể có xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc lâu quá và cái phổi đã sơ nhiều, khi đó nó có một dẫn tới một cái tình huống là người bệnh có thể bị suy hô hấp, càng ngày sẽ mức độ khó thở ra càng nhiều hơn, và đến một mức nào đó thì người ta phải thở oxy liên tục. Bởi vì khi mà người bệnh đến gặp bác sĩ ở giai đoạn trẻ thì bác sĩ cũng không biết làm gì, khó mà phục hồi lại cái phổi cho những người bệnh như thế. Và bên cạnh đó thì có thêm một câu chuyện là những cái hạt bụi nó có thể xâm nhập vào ở trong cái đường hô hấp, rồi sau đó nó di chuyển sâu vào bên trong gọi là cái đường dẫn khí ngoại biên, và cái phần thịt của cái phổi nó gọi là nhu mô phổi, và có thể gây ra một số cái trường hợp ung thư phổi hay là ung thư cái màng phổi. Thì đó là những cái biến chứng tương đối nặng nề. Chúng ta biết rồi, nghe nói tới ung thư thì cái chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ nữa. Vậy thưa bác sĩ, đối với căn bệnh bụi phổi này thì quá trình chẩn đoán sẽ diễn ra như thế nào? Nhân viên y tế sẽ hỏi về triệu chứng của mình. Nếu mà có ho khan kéo dài và có thêm triệu chứng khó thở thì đầu tiên là nghi ngờ có một cái bất thường ở đường hô hấp. Rồi hỏi thêm là người bệnh có yếu tố nguy cơ là làm việc trong môi trường có tiếp xúc với bụi như thế. Rồi bác sĩ cho đi chụp hình phổi, hoặc là cao cấp hơn một chút là chụp CT scan, là chụp cắt lớp của phổi, thấy những cái dải xơ trong đó, thấy những cái màng phổi nó bị dày dính, nó bị hóa vôi, hoặc là đôi khi nó có những khối u giống như ung thư như vừa trình bày.
thì những trường hợp như thế thì có thể được chẩn đoán là bệnh bụi phổi. Tuy nhiên một cái chẩn đoán chính xác á, thì nó khó khăn hơn nhiều. Người ta phải nội soi phế quản, người ta sinh tiết lấy một miếng phổi, người ta coi thử có cái tinh thể của cái hạt bụi đó hay không. Thì khi đó mới có một cái kết luận chính xác. Vậy thưa bác sĩ, khi đã có sự chẩn đoán chính xác là bị bụi phổi rồi, thì quá trình điều trị sẽ diễn ra như thế nào? Thì hiện nay nó chưa có một cái phương pháp điều trị gọi là hiệu quả, tích cực, đặc hiệu gì cho cái bệnh bụi phổi cả. Tất cả những điều trị gọi là tạm bợ, hỗ trợ người bệnh mà thôi. Ví dụ người bệnh có triệu chứng ho thì cho những thuốc giảm ho, người bệnh có khó thở siêu hấp thì bác sĩ phải làm sao cho các thuốc để cho giãn đường thở ra cho bớt cái khó thở. Thiếu oxy mãn tính thì phải cho thở oxy. Còn cái việc mà lấy hết cái bụi ra làm cho cái phổi nó phục hồi trở lại thì câu chuyện đó nó không có. Dạ. Vậy thì bụi phổi quả thật là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta cần phải làm gì để có thể phòng tránh được căn bệnh này? Cách phòng tránh duy nhất bây giờ là chúng ta làm sao tránh tiếp xúc với cái môi trường như thế. Nhưng mà công việc thì rất là khó thay đổi. Những người nào có công việc phải tiếp xúc thì chúng ta phải hỏi, yêu cầu được trang bị cái thiết bị bảo hộ lao động cho tốt. Và chúng ta phải khám định kỳ mỗi năm. Nếu như chúng ta bắt đầu có triệu chứng, chụp X quang phổi mới chớm xuất hiện những tổn thương, thì chúng ta nếu mà ngừng tiếp xúc thì có cơ may cái phổi mình nó sẽ tự hồi phục. Dạ. Chúng ta đừng có để quá trễ. Đó là chỉ là một cái biện pháp duy nhất để chúng ta ngừa cái căn bệnh này. Thưa quý vị, mặc dù bụi phổi không phải là một căn bệnh thường gặp, tuy nhiên với những kiến thức mà chương trình ngày hôm nay đã cung cấp, hy vọng rằng quý vị cũng sẽ có cơ sở để trang bị cho mình cũng như nhận biết được căn bệnh này nếu chẳng may gặp phải. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.